Chơi Bò Thân Tính, em xin chào tất cả quý anh chị em trên hội chăn nuôi bò. Hôm nay em xin phép review cho quý anh chị em xem những cái con bò mới hôm nay trại của em mới về ha. Hiện tại trong chuồng em là 20 con bò ha. Thì bò nó sẽ có độ tuổi là từ 6 tháng cho tới là 8 tháng và gần 12 tháng. Đấy. Thì ở đây thì của em thì 3B có phát kem đó. Tất cả đều là bò dòng F2 và được tuyển chọn từng con một để đem về đây mà review cho bà con anh em mình xem ha. Thì cũng không có mất thời gian của anh em nữa. Em xin phép review nhanh cho anh em từng con một nhé. Hôm nay sẽ có những con nói là rất là dữ luôn, rất là đẹp luôn nha anh em. Rồi, hôm nay thì đây, con này thì em cũng có review rồi cho anh em cái clip trước. Đây, con này thì là em 3B nha. Nhưng mà anh em ơi, em ở đây em không nói thách nha anh em, thì em có đưa lên rồi thì anh em. Những con nào mà nói là không thách thì anh em đừng trả. Chi mất công mệt lắm. Ok. Con này chiều cao của nó là gần 1m nha anh em, 1m, có thể là gần 1m thôi nè. Và em này nói chung là về em thì nó cứng rồi, không còn khóc la nữa, rất là tốt. Đấy. Đây. Nó là em có BF2 nha anh em. Đó. Vàng xương, vàng mặt nó rất là tốt. Tướng rất là đẹp. Mã này chỉ có 15 nha anh em. Mã này là 15 nha anh em. Ok. Tới mã số 2. Đấy. Chiều cao là 1m03. Mã số 2 và mã số 3 hai em đều là chiều cao 1m03. Một em là kem Pháp dòng F2. Đây, mặt vuông, đầu to, chân thẳng ha. Còn một em là dòng 3B siêu xám ha. Siêu xám bông nha anh em. Rất là đẹp, hai em đi chung một nhà. Và hai em này có mã là 33 nha anh em. Rất là tốt ha. 33. Cái vấn đề mà ăn uống, cái vấn đề mà phát sinh về cái vấn đề tật lỗi hay là gì đó thì chạy xin bao cho anh em cái vấn đề này nhé. Đấy, hai em này ha, là 33, số 2 và số 3 là 33 nha anh em. Rất là tốt, rất là chuẩn. Em nói anh em chuẩn, đẹp. Lông sát da mỏng. Thì chúng ta anh em nhìn cũng biết là lông sát da mỏng này. Đó. Rất là màu thế này, rất là màu lớn. Okay. Mã số 4. Em này là dòng 3B, dòng này dòng kem anh em. Kem muối tiêu. Chiều cao của em ấy là 1m lẻ hơn 1m03 một xíu, tổng 1m04.5 nha. Số 1, số 2, số 3, số 4 là đồng trạng với nhau. Và số 5 luôn vẫn đồng trạng với nhau ha. Rất là đẹp nha anh em. Ha. Đây, em quay từ phía trước rồi phía sau cho anh em xem ha. Tất cả đều là F2 nha anh em. Em là em bắt hải xương vừa lùng liền nha anh em. Ha. Rất là đẹp nha anh em. Anh em xem ha, quá đẹp, những em này là quá đẹp. Số 4 của em có mã là 17 năm nha anh em. Cho anh em lựa chọn. Rồi, tiếp theo em xin review cho anh em là con số 5. Mã số 5. Em này là số 5 nha anh em. Một em 3B kem ha, rất là chuẩn, rất là đẹp, mới về luôn nha. Đây, rất là to, đẹp, em nói đẹp. Gần vai đây nè, thấy nha. Con này rất là hiền nha nè, rất là đẹp. Con này là phải nói là đúng chuẩn luôn nha. Đấy. Mã số 5 là 3B kem nha nè. Anh em bà con xem ha. Số 5 là 3B kem, ăn uống rất là tốt, mới về mà ăn như thế này là rất là thương nha anh em. Ở ngoài thì em sẽ phân ra những bò nó đều bò cho anh em dễ chọn. Đấy. Rồi. Cái nào mà anh em xem nhất á, anh em xem giùm em nói cái nào đẹp là anh em tranh thủ ha. Như con này là quá chuẩn rồi. Còn số 4, còn số 5 là quá chuẩn. Rồi,
số 6. Số 6. Em này chỉ cao là 1m08 nha, và ăn uống rất là tốt rồi. Đợi số 6 nha anh em. Mới về luôn nha anh em. Nha. Từ con số ở trong là hàng mới về nha anh em. Mới về luôn á anh em. Ăn uống rất là tốt, xương to ha. Mét mốt luôn anh em. Em này là không được mét mốt anh em. Yếu yếu mét mốt xíu, tầm khoảng 1m08 nha anh em. Đẹp cực kỳ. Chỉ có mã là 17 năm nha anh em. Đấy. Đây, ăn uống rất là tốt. Hai em này mới về. Ăn uống rất là tốt. Mời anh em đến xem ha. Hàng của em là hàng chuẩn nha anh em. Rồi. Anh em bà con thấy gì chưa? 7 tháng hơn, tầm khoảng 7 tháng rưỡi. Chiều cao là tầm khoảng 1 mét. 1m05. Hơn 1m05 xíu. Nhưng mà ở phía sau thì thôi, phía sau phía trước thì em nói chỗ nào cũng là cơ hết. Đây. À cái chỗ này á anh em, thì từ lúc nhỏ tới lớn thì nó đã như vậy rồi ha. Đấy, và ăn uống này anh em. Lúc từ nhỏ tới lớn là nó đã như vậy rồi ha. Đây, anh em bà con xem ha. Còn gì để bàn ha. Bề ngang ở phía sau là 4 tấc nha anh em. Em quay rất là xa cho anh em bà con ha. Chỗ nào cũng cơ hết. Đây. Chỗ nào cũng cơ hết. Đây, mới về mà ăn như thế này đây. Đó. Những em như thế này, những em 3B này thì bà con chỉ cần coi là à, cái con này nó xương nó ok không. Còn ngoài ra thì bà con không cần coi gì hết. Những con này bà con, anh em chỉ cần coi xem là cái xương nó ok không. Em cũng không biết đường diễn tả như thế nào luôn. Tại vì quá đẹp, quá to. Em này thì có chỗ này một xíu thôi, là nó hơi trên với bên kia thôi. Nó hơi to hơn, nhưng mà nó từ nhỏ tới lớn nó lại như vậy rồi. Đấy. Và em này hiện tại là đang còn bú mẹ luôn. Em quay cho bà con cái tốc độ ăn của nó như cái máy vậy. Nhưng em nói trước, cái gì đẹp thì không có thể nào mà rẻ nha bà con. Lâu lắm rồi mới có một được một em 3B rất là đẹp như thế này và rất là chuẩn. Không có đối thủ, hiện tại là trong chuồng em là không có một con nào để so được với con này nữa. Em cũng nói thật là nếu như mà em để phía trước thì bà con khi mà bước vô mà bà con coi số con này rồi là bà con không thể nào coi những con khác được. To nha bà con này lớn tháng rồi nha. 7-8 mấy rồi đó nha bà con. Ok. Chuồng trong tiếp. Chuồng trong mình phân con số 2 đi ha bà con. Thì em này mới về, vừa xuống xe là đặt mỏ xuống ăn liền nha bà con. Chiều cao của em ấy là 1m1 và em ấy có độ tuổi là gần 6 tháng rưỡi bò, hơn 6 tháng rưỡi. Và em này là 3B kem nha bà con, lông sát ha. Dàn vai trước đây bà con xem cực kỳ, và dàn mặt rất là đẹp nha bà con. Ở trong thì em sẽ phân bò lớn nha bà con, bò nó lớn tuổi ha, nó cứng tháng hơn. Bây giờ thật sự ra là kiếm bò lớn khó lắm nha bà con. Khó kiếm bò lớn lắm nha bà con. Này. Bà con xem ha. Từ chân lại không có đường gì mà mình chê được hết. Quá chuẩn.
Số 3. Số 3 thì em này là tốc độ dài của em này thì nói chung là từ trước ra sau thì nó dài dữ lắm bà con. Và em này có chiều cao là 1m4 nha bà con. Vậy nói chung là em này thì 10 trên 10 luôn ha. Em này là mẫu dưa gan đó bà con. Đấy, bà con xem. Không có đường chê bà con. Nhưng mà chỉ có giá thôi bà con ơi. Và có độ tuổi là 7 tháng nha bà con. Rất đẹp. Đây nó là chuẩn. Chiều cao là 1m1 rồi, 7 tháng. Em này 6 tháng rưỡi. Và em này hiện tại có mã là 18.500. 18.500. Và em này có mã là 20. Hiện tại thì chúng ta kiếm những con mà nó to mà nó lớn như thế này rất là khó mà con. Nhỏ nhỏ thì rất là nhiều. Nhưng mà bò cứng, bò lớn như thế này thì khó lắm mà con. Không ra chứ. Lâu lắm rồi em mới săn được những cái con như thế này rất là đẹp. Rất là chuẩn như thế này. Bà con nhìn đi. Chỗ nào để mà chê mình vô nhà vườn mà chê chỗ nào. Em cũng không biết đường chê chỗ nào. Con này em đi thôi. Em đang đi làm. Em đang đi làm mà em phải cái giờ trưa đó là em phải chạy xuống coi con bò này. Hai mươi nha bà con. Em này là 18 năm nha bà con. Còn em đó thì nó phải trên 20 nha bà con. Em đó là nó phải trên 20 nha. Cái này em nói trước nha bà con. Rồi cuối cùng em này. Em này thì 7 tháng nha bà con ơi. Và em này có chiều cao là 1m12. Đầu trụi nha bà con. Đó. Đây bà con xem. Đây là những bốn con chuồng trong là nó mẫu lớn. Và đây là hai em lọ lớn. Nhưng mà hai em này thì cứ quay tới quay lui cho bà con xem. Nhưng mà thật sự ra thì em cũng được thì em ra. Không thì thôi em để lại nuôi tiếp cho bà con ha. Đây bà con xem ha. Hai em này nhá. Bà con thấy con bò F2 của em không? Con này á, là nó chưa được 12 tháng. Con bò này chỉ có 11 tháng thôi nếu bà con không tin. Em biết nó từ lúc nhỏ. Và khi mà em phát hiện nó chỉ có một bi làm nó đeo nó tới bây giờ đó bà con. Cái tốc độ lớn của nó rất là hay so với những cái con khác. Con này lớn tháng hơn nè bà con. Con này lớn tháng hơn đó. Con này người ta 11 tháng đó bà con tin không? Nhiều khi mình nói thì nhiều khi mà con anh em nói em nói không đúng. Nhưng mà thật sự là như vậy, em đeo nó từ nhỏ tới lớn. Em biết cái một bi là em đeo. Thật sự những con một bi nó hay lắm. Tốc độ lắm bà con. Ở đây em nói thì những bà con nào mình có nuôi rồi thì người ta sẽ ok. Những bà con chưa nuôi thì có thể là không tin em. Là đó là chuyện hiển nhiên. Ok. Thì cuối video thì em cũng xin cảm ơn quý bà con, anh chị em luôn tin tưởng và ủng hộ Trại Bò Thanh Tĩnh trong suốt thời gian qua. Trại của em thì chiên bắt bò đẹp ha. Đó. Review những con bò đẹp, bò chất lượng và tốt nhất cho bà con. Thì em cũng đi ra, em cũng tìm kiếm đó. Những cái con giống chất lượng thì giá cả nó cũng phải khác so với những cái nơi khác nha bà con. Thì có lẽ chỗ khác người ta sẽ rẻ hơn em, đúng không? Tại vì có chỗ người ta sẽ nhập cái nguồn con giống nó rẻ hơn em thì người ta bán rẻ, còn em nhập ở đây nó hơi cao hơn một xíu thì em bán cao đó. Nhưng mà bà con tin tưởng, bà con nuôi, bà con có chất lượng thì chắc chắn khi bà con bán có chất lượng thì chắc chắn bà con sẽ bán. Rồi em xin cảm ơn và xin chúc cho quý bà con chăn nuôi được luôn luôn được. Em xin cảm ơn và em xin hẹn lại cái video sau. Xin chào và xin chúc bà con có một buổi xem video thật là vui vẻ. Trong quá trình em quay video có gì sơ sót mong bà con thông cảm bỏ qua cho em xin cảm ơn.